Thưa quý vị, trước tình hình ca sởi tăng nhanh, có 3 trẻ tử vong từ đầu năm đến nay. Hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố dịch sởi. Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố cần khẩn trương chuẩn bị tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2024 trên địa bàn theo kế hoạch. Căn cứ tình hình dịch sởi, tỷ lệ tiêm chủng, năng lực xét nghiệm, điều trị, nguồn lực sẵn có trong phòng chống dịch, các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur thực hiện đánh giá nguy cơ, xác định vùng nguy cơ theo quy mô quận, huyện, xã, phường. Các tỉnh, thành phố cần rà soát đối tượng, đề xuất bổ sung địa bàn và đối tượng triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi trong trường hợp cần thiết và báo cáo Bộ Y tế. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch sởi, chủ động tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, không để bùng phát trong cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 500 trường hợp mắc. Bộ Y tế cho biết, sởi là bệnh lý truyền nhiễm có mức độ lây hàng đầu trong tất cả những bệnh lý. Trung bình, một ca sởi có thể lây cho 12 đến 18 người. Bệnh do virus gây ra, lây lan dễ dàng khi người bệnh ho, hắt hơi, quặt thở. Sau đây là các triệu chứng và biện pháp phòng chống phụ huynh cần lưu ý. Các triệu chứng của bệnh sởi thường bắt đầu từ 10 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus, gồm sổ mũi, ho, mắt đỏ, chảy nước mắt, các đốm trắng nhỏ bên trong má. Phát ban bắt đầu từ khoảng 7 đến 18 ngày sau khi tiếp xúc với người bệnh, thường ở mặt và cổ, cuối cùng lan đến tay và chân. Các biến chứng có thể bao gồm mù lòa, viêm não, tiêu chảy nặng và mất nước liên quan, nhiễm trùng tai, các vấn đề hô hấp nghiêm trọng bao gồm viêm phổi. Bất kỳ người nào không có miễn dịch đều có thể bị nhiễm bệnh. Trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng và phụ nữ mang thai có nguy cơ cao nhất bị biến chứng sởi nặng. Virus vẫn hoạt động và lây lan trong không khí hoặc trên bề mặt bị nhiễm bệnh trong tối đa 2 giờ. Bác sĩ chuyên khoa cho biết không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh sởi. Việc chăm sóc nên tập trung vào việc giảm bớt các triệu chứng, giúp người bệnh thoải mái và ngăn ngừa các biến chứng. Tiêm chủng cộng đồng là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa dịch sởi. Tất cả trẻ em nên được tiêm phòng sởi, vaccine an toàn, hiệu quả và rẻ tiền. Khi trẻ mắc bệnh nên được cách ly để tránh lây lan cộng đồng. Phụ huynh chú ý đeo khẩu trang nơi đông người khi đến các khu vực nguy cơ, khi chăm sóc trẻ bệnh và rửa tay thường xuyên cho trẻ.